Chào mừng các bạn và các em học sinh đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức chất giáo khoa toán 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Buổi học hôm nay, thầy và các em sẽ cùng khởi động. Rồi, các bạn à, chúng ta có ba hình tròn là có xin lỗi có hai hình tròn màu xanh và ở đây là chúng ta có 3 phần tư của hình tròn màu xanh ạ. Và ở đây là có 2 và 3 phần tư hình tròn. Chúng ta sẽ có thể biểu diễn là 2 và 3 phần 4 hay là 2 cộng 13 phần 4 có thể là viết thành là 2 3 phần 4 và 2 3 phần 4 này sẽ gọi là hỗn số và bài học của hôm nay của chúng ta sẽ là bài 7 hỗn số để tìm hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đi vào phần 1 nhỏ là hỗn số câu 1 ở chợ quê người ta thường đánh đổ bánh đúc À, thường đổ bánh đúc trên đĩa có lót lá để tiện cho việc bán theo phần khác nhau. Thông thường, mỗi đĩa bánh chia làm 4 phần. Chị An mua 5 phần bánh, được người lấy người được người bán lấy cho một đĩa và một phần có đúng không? Ở đây ạ. Nghĩa là một cái bánh đúc thì ta chia làm 4 phần và lấy thêm một phần bánh nữa là 5 phần. Như vậy có đúng không ạ? Rồi, như vậy là chị An đã mua 5 phần 4 đĩa bánh. Ở đây là cách thứ hai là chị An đã mua là một đĩa bánh và 1 phần 4 đĩa bánh. Như vậy hai phần này là giống nhau. Chị bé đã mua 11 phần bánh, được người bán lấy cho hai đĩa và 3 phần có đúng không? Ta có là 5 sẽ bằng là 5 phần 4 sẽ bằng là 1 cộng 1 phần 4. Ta sẽ viết là 1 1 phần 4 và gọi là hỗn số. Cho A và B là hai số nguyên dương, A lớn hơn B, A không chia cho B. Nếu A chia cho B được thương là Q và số dư là R thì ta viết A phần B sẽ bằng Q R phần B và gọi Q R phần B được gọi là hỗn số. Đọc là Q R phần B. Q R phần B Q là phần số nguyên R phần B là phần phân số Vậy muốn viết một số Một phân số dưới dạng phân số Thì ta sẽ lại Một phân số dưới dạng Hỗn số thì ta sẽ làm thế nào Đây ta sẽ viết như sau Viết 23 phần 4 dưới dạng hỗn số Và cho biết phần số nguyên Và phần phân số Ta lấy 23 chia cho 4 thì được thương là 5 Và dư 3 ta sẽ viết như sau 23 phần 4 sẽ bằng 5 3 phần 4 Trong đó 5 là thương 3 là số dư Rồi Và phần 4 5 là phần nguyên Và phân số là phần 3 /4. phần 4 Phân số 11 phần 2 Được viết dưới dạng hỗn số Và cho biết phần số nguyên và phần phân số Ta lấy 11 chia cho 2 được 5 Và dư 1 Ta viết là 5 1 phần 2 Trong đó 5 là phần nguyên và phân số là 1 phần 2. Hai nhỏ đổi hỗn số ra phân số. Ta có Q R trên B sẽ bằng Q nhân với B cộng R và trên B. Rồi đổi các hỗn số sau thành phân số như sau. 1 3 phần 4. Rồi ta sẽ lấy 1 nhân với 4 và cộng với 3. 1 nhân với 4 và cộng với 3. Và kết quả là bằng 7 phần 4. B 2 4 phần 7 Ta sẽ lấy là 2 x 7 Cộng với 4 Và bằng 18 phần 7 C nhỏ 4 3 phần 5 Ta sẽ lấy 4 x 5 Và cộng với 3 Kết quả ta thu được là 23 phần 5 Ví dụ 2 So sánh 3 4 phần 7 Và 4 9 phần 14 Ta sẽ đổi về phân số Muốn so sánh hai phân số trên thì ta sẽ đổi à, hỗn số ra phân số rồi so sánh đổi 3 4 phân 7 ta sẽ đổi như sau 3 x 7 là 21 21 cộng 4 là 25 và sẽ được 25 phần 7 25 phần 7 và 4 nhân đôi lên sẽ được là 50 phần 4 14 và lớn hơn 49 phần 14 và do vậy 3 4 7 sẽ lớn hơn 49 phần 14 Phần thực hành tính giá trị của biểu thức 5 phần âm 4 cộng với 3 1 phần 3 chia cho 10 phần 9. Ta sẽ tiến hành đổi phân hỗn số 3 1 phần 3 ra phân số. Ta sẽ làm như sau. 3 x 3 là 9, 9 cộng 1 là 10. Ta sẽ được là phân số 10 phần 3. Âm 5 phần 4 cộng với 10 phần 3. Ta quy đồng là được âm 15 phần 12 cộng với 40 phần 12. Kết quả của ta thu được là 25 phần 12. 12 chia cho 10 phần 9. Và ta sẽ thu được là à uh, 25 phần 12. À uh, uh, nhân với 9 phần 10. Rồi kết quả ta sẽ thu được là à uh, 15 15 phần à uh, 18 ạ. Uh. Ta sau đây ta sẽ đi một số bài tập luyện tập. Bài 1. Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ sau. Hình A, hình B, hình C và hình D. Đầu tiên là đồng hồ A chỉ mấy giờ ạ? 2 giờ 20 đúng không ạ? Rồi, ta sẽ có là 2, 20 phần 60. Hình B là chỉ là 4 giờ 50 Rồi Câu A ta có thể viết dưới dạng là 2 1 phần 3 14 20 phần 60 Hình B là 4 50 phần 60 Hay được viết dưới dạng là 4 5 phần 6 Hoặc là 16 50 phần 60 14 giờ hoặc 16 giờ đấy ạ hình C là 6 giờ 10 thì ta viết là 6 10 phần 60 hay là 6 1 phần 6 hoặc là 18 10 phần 60 hình D là ở đây là ta sẽ có là 5 giờ 48 phút thì sẽ là 5 48 phần 60 ạ, ta sẽ được kết quả là 12 là 17 48/60. Bài 2. Hai xe ô tô cùng đi được quãng đường là 100 km. Xe taxi chạy 1 1/5 giờ và xe tải chạy 7, và xe tải chạy trong 70 phút. So sánh vận tốc của hai xe. Rồi các bạn lưu ý chúng ta sẽ đổi ạ Phải đổi 1 1/5 giờ À, công thức tính quãng đường à, thì sẽ bằng là vận tốc nhân với thời gian Hay vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian Ta đổi 70 phút thành 7 phần 6 giờ Vận tốc của xe taxi đã đi là Ta sẽ lấy là 100 chia cho 1 1 phần 5 Và ta được kết quả là 100 nhân với 5 phần 6 và được 250 phần 3 còn vận tốc của xe tải là ta lấy 100 chia cho 7 phần 6. Ta sẽ được là 100 nhân 6 phần 7 bằng 600 phần 7 km/h. Sau đó ta sẽ so sánh vận tốc của hai xe là 250 và à uh, phần 3 và 600 phần 7. 250 phần 3 thì ta sẽ được là 1750 phần 21. Và 600 phần 7 ta được 1800 phần 21. Và kết quả thì ta sẽ thấy là 1800 chạy lớn hơn 1750 Và do vậy ta sẽ thấy là vận tốc của xe tải sẽ lớn hơn vận tốc xe taxi Như vậy cùng một quãng đường Vật nào chạy ít thời gian hơn thì vận tốc của vật đó sẽ lớn hơn Rồi qua bài học ngày hôm nay thì các bạn cần đổi được hỗn số thành phân số và thực hiện các bước so sánh và tính toán với các hỗn số và giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Và các bạn hãy nhấn like và share, đăng ký kênh để cập nhật thêm những bài giảng mới của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.